Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Thoa đi tới một cái nhà bạn của em Thoa. Cái nơi này, cái chỗ này là cũng là bạn bè mà người ta cũng làm nuôi gà. Thì tới cái farm này coi cho biết là đời sống của những người dân ở đây như thế nào. Ở đây người ta làm việc thì cũng cực, mà ăn chơi thì cũng dữ. Thì ta tới đây á, nghe nói là chú này có súng bắn. Tại từ mấy bữa nay em Thoa nó bận quá, nó không có dạy cho Thoa, nó không cho Thoa coi mấy cái khẩu súng, tại nó bận quá. Nên hôm nay xuống đây, bạn của em trai Thoa cũng có súng nên Thoa sẽ thử. Hôm nay Thoa sẽ Thoa thử súng, để Thoa muốn overcome cái fear của Thoa hồi còn bé. Cho nên hôm nay Thoa sẽ bắn súng thiệt nha các bạn. Bây giờ để lát nữa Thoa cho các bạn coi Thoa thử súng thật như thế nào nha. Bắn ra mà đứt cái dây đó. Yeah, safety on. Rồi từ từ mà pull cái trước kia in. Rồi hold on. Cái này nó có sút ra. Pull the trigger softly. 306. Not 306. Yeah, chúng ta. That's how you have to push. You got to move your eyes. Yeah. Like, maybe you need a high. Oh, yeah. Can you? Yeah. Oh, okay, I see. Cái này nó giống như cái ống nhòm á. Thì nó là ống nhòm, nhưng mà cái ống nhòm kia nó mo hai end nữa. You have to move your eye where you see the really big target, like clearly outside. Pull your head back. Thấy cái đầu em xa lại một tí. Do you need to move this out? Yeah. Oh. Nhưng mà nó thụt vô. Đây. Dạ đừng có để đâu gần quá, nó giật cái vô cái đầu. That's why you can't see. You see big. Yeah, big one, okay? Big and clearly, not a small one. It's moving. Hold your breath. Nó không có stable. Thì cần một cái gì cho cao chút nữa. Cái loại này 22 hả? Này 22. Dạ. Yeah, to learn, mỗi you have to learn. Lên đạn, I think so. Hồi nãy cái kia á, nó dễ em là red dot, còn cái này nó là cái cross, nhưng mà nó moving, cái kho cái nó moving. Bóp lại thử coi nó nổ không, không nổ thì phải lên. Bắn được 30 viên một lúc. Mà tự bắn tự nhiên tự nhiên. Cái 22. Cho nên nhiều
You want me to try? Cái ham hai này mua ra dễ, mua tập bắn dễ. You got it? Oh my god. Four. 1 hour for you. Yeah. You got it. Woo! Con nhỏ đứng từ đây nó tới đó. Bây giờ ông vợ mới đâu coi được. Nope, you missed it. Yeah, I had to aim the smaller one. Hết rồi. Đưa cho Michael á. Vẽ le lưỡi ra. Okay. Done. Các anh thấy đàn các bạn có thấy đàn ông Việt Nam mình nấu ăn không? Cái này là ít khi mà ta thấy đàn ông Việt Nam chưa vào bếp thôi nha. Chỉ có thấy mấy bà thôi nha. Vậy này, anh ấy làm. Ủa anh làm món gì vậy anh? Ôi cha, cái món này là món nai nha. Nai rừng ha. Ở ngoài đây là có rừng cho nên đi bắt nai về làm bếp ăn nè. Trời ơi, anh làm nhuyễn dễ sợ. Coi sóc cái chảo kìa. Ôi trời. Trời ơi. Coi hết sạch chưa nè. Wow. Hấp dẫn chưa bà con. Wow. Ngửi mùi thơm quá chịu hết nổi luôn. Thôi chưa bây giờ ăn thịt nai nha các bạn. Để lát nữa thoa thử coi thịt nai ảnh ấy làm có good hay không. Đây là đời sống của tất những người farmer ở đây. Làm thì rất cực nhưng mà ăn chơi thì cũng rất nhiều. Hãy coi cho bác các bạn coi hấp dẫn lắm. Wow. Có niềm chút xíu. Coi là hết sảy chưa. Wow, thấy anh xào xèo xèo cái này xong mà nhìn giống thịt bò quá hả? Wow, nhìn nó giống thịt bò. Bây giờ Thoa sẽ thử thịt nai mà ảnh mới nấu coi ngon như thế nào nha các bạn. Đây là thịt nai rừng mà mấy ảnh ấy xanh ở đằng phía đằng sau nhà á. Tại vì rừng vườn của mấy anh ở đây lớn lắm, ai cũng là mấy trăm acre không à. Let's try see thịt nai ăn ngon như thế nào. Tại vì bây giờ Thoa nhìn tôi thấy nó giống thịt bò lắm. Ủa dạ? Rất là ngon nhưng mà cay quá. Đó, thịt nai ăn ngon lắm. Cái thịt nó thơm, không có dai. Nhưng mà không hôi. Nhưng mà hơi cay. Tại vì mình không biết ăn cay. Nhưng mà vì ngon quá thôi ráng chiều cay ăn tiếp.
uống miếng nước cho đỡ cay. Ngon, mềm lắm. Giờ chưa có. Thịt nai rất là ngon nha. Cái này mà không cay là chắc Khoa ăn nhiều lắm á, nhưng mà vì nó hơi cay mà cái thịt nó rất là lạ, nó dai dai, mùi bùi, không có mùi hôi gì hết, ăn ngon hơn thịt bò luôn đó nha, ăn ngon hơn thịt bò. Really good. Anh ấy làm giống như cà ri xả đó, nó có cà ri có xả ở trong đây, cho nên cái mùi nó rất là thơm, hấp dẫn. Ngon, nhưng mà không có ăn nữa tại tay quá chịu không nổi. Có sushi hả? Ok, thử một miếng. Ở đây là có cá tuna phải không? Tuna. Có gừng không? Không gừng. Không gừng hả? Có gừng. Đây, đây là cá tuna. Tuna. Thoa sẽ thử cá tuna. Cá tuna này nè, chú người trong gia đình đi bắt là ngoài biển về nha, đồ ăn ở đây là đi bắt fresh hết, đi câu á. Ta ăn thử. Trời ơi, nó juicy. It's so fresh. Rất là ngon. Ngon quá. I like it. Ngon lắm. Cái này là mình ăn hết mồi của cái mấy ông nhậu luôn. Rất là ngon nha. Fresh. Yeah, it's fresh. Ăn nó different. Trời đất ơi, really. Cái này nè, em trai Thoa đi câu cá này nha. He nói là he câu con cá này được 300 pound, he cắt đó, cho ăn mà. He để dành bây giờ mới được ăn. Úi cha. Cá dưới biển lên. Ui sao biển. Sặc luôn. Ngon quá mà. Cái mùi wasabi nó sặc lên mũi luôn. Món này ngon, hấp dẫn. I like it. Đây là món tráng trộn. Đồ ăn ở bên đây á là mọi người đều làm là từ from scratch hết nha. Không có mua giống như ở bên Cali mình đâu. Cali mình muốn ăn cái gì nó cứ chạy ra chợ là xong. Còn ở bên đây là mọi người phải tự tay, muốn ăn là phải vô bếp tự tay làm. Cái món này là món bánh tráng trộn. Thoa cũng không bao giờ ăn cái món này, cho nên hôm nay Thoa sẽ thử luôn cái món bánh tráng trộn này. Coi nè. Cái món nào ngon nhưng mà rất là cay. Ai mà biết ăn cay á là ăn cái này rất là thích. Cay quá. Các chị làm heo quay nè, ba hú như vậy nè, heo quay quá trời luôn. Trời, mấy chị làm nước mắm này nhìn ngầu không. Mấy chị làm heo quay giờ sợ sạch chắc nè, cái thớt giống như Nhật Bản vậy đó. Nhìn hấp dẫn không? Coi nè. Coi nhà nghề cắt thịt nè. Dao cắt nhà, chặt cục xương mà nó cũng đứt luôn. Đó, đây nè. Ngon không? Còn nấm hổi đó, vừa lấy trong lò ra đó. Trời ơi, miếng thịt nhìn thấy sẻ không? Hấp dẫn không? À, nhìn hấp dẫn không? Rồi mấy chị đang làm bánh chuối chiên nè. Trời. Chiên thử một cái. Wow.
con là hôm nay sẽ có đồ dessert chuối chiên trúng mánh của Thoa luôn. Món Thoa thích nhất nè, chuối chiên. Ngày xưa chuyên môn đi ăn chuối chiên. Ở bên Việt Nam á, cứ đi ăn thiếu. Ở bên Việt Nam hồi em còn bé này em đi ăn thiếu chuối chiên. Ồ, nhìn hết sảy không? Coi, chuối này là chuối loại gì vậy? Phải giống chuối chà vậy? Chuối chà. Cái chuối này tên là gì vậy chị? Chuối sứ. Ồ, chuối này là chuối sứ. Nhìn tưởng là trái chuối chà. Hả? Nè, bây giờ chị ép xong cái chị nhúng vô bột. Chị nhúng vô bột xong cái chị chiên. Ồ. Mấy chị ở đây làm đồ ăn hết sảy luôn. Đó, đây là chuối chiên. Coi chị vớt từ ở trong đó đó. Em có bầu quá, em thèm á. Không biết đi đâu mua, đi đâu chờ hội chợ. Mỗi lần có hội chợ, cái đó có chuối chiên. Đi ra ăn. Nè, một người ép, người cắt, rồi người cột bột, rồi người chiên. Giống như là assembly line vậy đó. Bán hội chợ. À, dễ vui không? Coi nè. Giống y chang assembly luôn á. Nè, đó. Một cô thì đứng ép. Một cô thì lột vỏ. Một cô thì nhồi bột. Một cô thì đứng chiên. Còn Thoa chỉ đứng quay phim ăn. Đây là party ở dưới thôn quê. Từ nơi tối tăm về miền tươi sáng. Những người làm người con chết đứng ra chết lưng nói. Với biến trời ta làm lại từ đầu. Hy vọng một ngày nào đó chúng mình sẽ gặp lại.
Ở dưới đó.
nên ta quên quên tình ta. Rồi video tới đây Thơ xin cảm ơn tất cả các bạn đã coi Thơ thử súng và coi đời sống của những người Việt Nam ở những thôn quê như thế nào. Cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào kỳ sau coi Thơ sẽ làm cái gì nha. Thank you tất cả các bạn. Bye bye.